đọc an vui. Đầu năm lễ Đức Phật dược sư, cầu cho người người sức bao tật nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, ánh từ quang tỏa sáng khắp muôn nhà. Đầu năm lễ Phật Di Đà, từng độ xây đắp ta bà nhân gian. Chắp tay lạy mẹ Quan Âm, người người an vui sống trong hòa bình. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, xin mẹ ban phước an lành cho chúng con. Xong bây giờ sẽ xin mời tất cả quý đồng hương, quý Phật tử mình hướng về bàn thờ Tổ quốc để chúng ta có một nén hương để dâng lên những anh hùng chiến sĩ, những vị vì quốc chân thân, những vị đã có công giữ nước của Tổ quốc của chúng ta. Xin mời tất cả cùng với thầy hướng về bàn thờ Tổ quốc để chúng ta cùng làm lễ chào quốc kỳ. Xin tất cả quý vị hướng về quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Kỳ bắt đầu. Cười hay ha, ông luôn ở gần ta, mang trong lòng niềm thương yêu, cứu nhân giúp thế an lành. Sống thương nhiều con nức lắm, tay bồng tay bê mà vui, gia đình ai không đầm ấm, rước ông về sẽ thuần hòa vui. Ông Di Lặc là Phật linh, giúp mọi người an khang. Ông Di Lặc bụng to rất to, khỏi lo đói hay nghèo. Ông Di Lặc là tương lai, mang niềm may mắn ngày mai. Mang túi phép bên người, ông tươi cười cứu giúp cho đời. Ông Di Lặc là Phật linh, dân thần giữa trần gian. Mang cho đời một ngày mai, tương lai mãi bình an. Xuôi ngược nơi tha phương, hay là không có tình thương,
hãy nhớ đến ông Di Lặc rồi sẽ thấy yêu đời. Nam mô Di Lặc Phật, ngài ban phước khắp trần gian. Cứu tạo đoàn kết, người ai hơn người luôn chiều cứu khổ.
đèo bái nhuối sản hùng chống cha mẹ nói nghe xin ra chôn hú ôm múa mai là à đến quá tuan mẹ cha đi bạc Kính thưa thầy, xin thầy trường hợp của ông này như vậy thầy có thể cho ông ta được lên lớp hay không? Thưa thầy, xin thầy quyết định. Hay quá. Rồi, thầy chúc mừng con đã đạt